Triệu Hữu Đình, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1984, là nam diễn viên điện ảnh Đài Loan, con trai của nam diễn viên kiêm người dẫn chương trình Triệu Thụ Hải, Alan Chow. Mẹ là một ca sĩ, có một anh trai là Triệu Trung Đình. Năm 2000, Triệu Hữu Đình theo gia đình di dân sang Canada định cư và học tập. Đến năm 2006, cha anh Triệu Thụ Hải mới trở về Đài Loan tiếp tục hoạt động. Một năm sau đó, sau khi tốt nghiệp Đại học Victoria, Canada văn bằng kép ngành khoa học xã hội và kinh tế học, anh trở về Đài Loan để thử sức với vai trò là diễn viên. Do không được đào tạo chính quy về diễn xuất, nên mẹ anh chỉ cho phép anh được thử sức trong vòng 2 năm, nếu không có thành tựu thì phải quay lại Canada làm việc. Anh từng được cha mình đề cử tham gia một vai phụ nhỏ trong phim Lửa Bóng Rổ do La Chí Tường và Ngôn Thừa Húc đóng chính. Trong phim, Triệu Thụ Hải đóng vai cha của nhân vật do Ngôn Thừa Húc thể hiện. Từng được biết đến qua nhiều bộ phim nổi bật như là Red and White, Manga, nhưng phải đến năm 2017 thì cái tên Triệu Hữu Đình mới thật sự được công chúng quan tâm qua màn kết hợp kinh điển với Dương Mịch trong vai diễn Dạ Hoa trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Triệu Hữu Đình là ai? Năm 2009, cơ hội đến với Triệu Hữu Đình khi chiến thắng nhiều ứng cử viên tham gia thử vai để được chọn đóng một trong hai vai nam chính trong bộ phim truyền hình Black and White, hay còn gọi là Anh Hùng Lưu Manh, nam chính còn lại là Châu Du Dân, khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất. Cũng năm 2009, chính vai diễn trong bộ phim này đã giúp anh nổi tiếng và thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Trung lần thứ 44, đồng thời còn nhận được đề cử cho giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 16 tại nội địa Trung Quốc. Những bộ phim nổi bật của Triệu Hữu Đình. Năm 2010, anh tham gia bộ phim điện ảnh có đề tài về hắc đạo, Môn Gà với vai muỗi. Vai diễn này vốn đã định do Châu Kiệt Luân đóng, nhưng vì lý do cá nhân không tham gia được. Đến khi sắp bắt đầu quay phim mà vẫn chưa tìm được ai thay thế, biên kịch của bộ phim có gợi ý đạo diễn Nữ Thừa Trạch xem xét Triệu Hữu Đình, lúc đó đang được chú ý sau vai diễn Ngô Anh Hùng. Sau nhiều lần gặp mặt và cân nhắc giữa các ứng cử viên, đạo diễn đã quyết định chọn Triệu Hữu Đình vào vai muỗi, phiên vị 2. Môn Gà là bộ phim điện ảnh đầu tay, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Hữu Đình. Biểu hiện của anh trong phim đã mang đến nhiều cơ hội hợp tác với các đạo diễn lớn tên tuổi như Trần Khải Ca, Từ Khắc sau này. Bộ phim thành công cả về danh tiếng và doanh thu, đạt thành tích phòng vé cao ở Đài Loan và nhiều giải thưởng lớn. Riêng Triệu Hữu Đình nhận được giải diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Asian Film Awards tổ chức lần thứ 5. Năm 2012, anh gặt hái được nhiều thành công khi tham gia một số bộ phim. Love đạt tỷ suất lượt xem cao nhất ở Bắc Mỹ danh mục phim Trung Quốc. Phim First Time đóng cặp với Angelababy dẫn đầu bảng xếp hạng 2 tuần. Năm 2013, anh tiếp tục gây dấu ấn với diễn xuất trong Gửi Thanh Xuân Đã Qua Của Chúng Ta, So Young và Địch Nhân Kiệt, Thần Đô Long Vương của đạo diễn Từ Khắc. Cả hai bộ phim đều đạt thành tích doanh thu cao, giúp anh thuận lợi tiến quân vào thị trường Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Năm 2017, anh tham gia bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đảo Hoa có đề tài cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử. Bộ phim phát sóng từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 3 năm 2017. Khi kết thúc phát sóng, phim đã đạt được hơn 30 tỷ lượt xem trực tuyến. Bản truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa năm 2017 đã tạo nên cơn sốt cho nền điện ảnh Hoa ngữ, gây được thành công lớn và thu về hàng trăm tỷ cho nhà sản xuất phim. Và Triệu Hữu Đình sau khi tham gia bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã trở thành nam diễn viên đắt show nhất vào thời điểm hiện tại. Giá mỗi bộ phim anh thu về là không dưới 100 triệu nhân dân tệ, mỗi ngày anh nhận được hơn 8 lời mời đóng phim. Tượng đài chàng dạ hoa trung tình khó ai vượt qua. Tam Sinh Tam Thế càng khẳng định sức hút của mình khi đạt mốc 30 tỷ lượt xem online, đánh bật kỷ lục online trước đó của các bộ phim bom tấn khác như Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay Cẩm Tú Vị Ương, Câu Chuyện Bạch Thiền trong bản truyền hình của Dương Mịch và Bạch Thiền của Lưu Diệc Phi trong bản điện ảnh cạnh tranh lẫn nhau đã trở thành truyền thuyết fandom mà có lẽ không ai là không biết. Nhưng lại có một sự thật rõ ràng hơn. Vì Triệu Hữu Đình đã quá thành công với vai dạ hoa trầm tình tính lạnh mà khán giả dường như chẳng thèm để ý tới dạ hoa trong bản điện ảnh của Dương Dương.
báo Đài Loan đưa tin, trong thời gian bộ phim công chiếu, Triệu Hữu Đình đã thu về cho mình được một lượng fan khủng. Chỉ riêng tin tức liên quan đến việc anh phẫu thuật chỉnh hình cũng đã nhận được 5,61 tỷ lượt xem. Triệu Hữu Đình và Trương Quân Ninh từng đóng chung trong bộ phim Let and Wild. Họ đã cảm nắng nhau và chỉ chia tay sau khi những hình ảnh Triệu Hữu Đình cặp kè Cao Viên Viên được đăng tải trên mạng. Sau đó thì báo chí lập tức cho biết rằng Triệu Hữu Đình sau khi qua đại lục đóng phim đã cảm nắng Cao Viên Viên. Vì lẽ đó anh dễ dàng bỏ rơi gia nhân ở Đài Loan và thế là mối duyên của họ gãy gánh giữa đường. Triệu Hữu Đình và Trương Quân Ninh. Trương Quân Ninh sinh năm 1982 tại Đài Loan. Cô thuộc số ít những diễn viên có trình độ học vấn cao và gia thế tại showbiz Hoa ngữ. Gia tộc họ Trương là một trong những dòng họ quyền lực nhất Đài Loan. Ông nội cô từng sở hữu khu di tích thắng cảnh Cung Nguyên Nhân Khoa nổi tiếng. Cha cô là giáo sư và mẹ là họa sĩ. Sau này, khi báo chí hỏi về Cao Viên Viên, Trương Quân Ninh đã trả lời: "Tôi không biết cô ấy là ai." Cô cũng khẳng định không liên lạc với Triệu Hữu Đình trong một thời gian dài vì nam diễn viên này bận rộn làm việc ở Trung Quốc đại lục và hiếm khi trở về Đài Loan. Trương Quân Ninh cũng nhấn mạnh: "Tôi và Triệu Hữu Đình chỉ là bạn tốt." Triệu Hữu Đình và Cao Viên Viên. Cao Viên Viên và chồng kém 5 tuổi là Triệu Hữu Đình bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trên phim trường Caught in the Web của đạo diễn Trần Khải Ca năm 2012. Tháng 3 cùng năm, cả hai bị bắt gặp ở tại khách sạn Nam Kinh 5 ngày liên tiếp. Tuy nhiên khi đó, cả hai cùng phủ nhận mối quan hệ tình cảm. Ngày 17 tháng 4 năm 2012, trong buổi họp báo của phim Đặc vụ Kim Cương tại Bắc Kinh, Triệu Hữu Đình thừa nhận đang hẹn hò với nữ diễn viên Cao Viên Viên. "Viên Viên thực sự là một cô gái tốt, tôi trân trọng cô ấy, mong mọi người đừng làm cô ấy tổn thương." Ngày 5 tháng 6 năm 2014, cặp đôi đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh. Ngày 28 tháng 11 năm 2014, cặp đôi tổ chức đám cưới tại khách sạn Le Méridien Taipei ở Đài Bắc, Đài Loan. Hiện tại, Cao Viên Viên cảm thấy bản thân vẫn như một cô gái đang yêu đương say đắm, cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc ngọt ngào. Cô cảm thấy may mắn khi đã gặp được đúng người, con đường phía trước cũng vô cùng thuận lợi. Có thể nói kết hôn gần 5 năm, nhưng cặp vợ chồng Triệu Hữu Đình và Cao Viên Viên được khán giả nhận xét là một gia đình hạnh phúc và êm ấm. Họ không khoe khoang quá nhiều về hạnh phúc hôn nhân gia đình, nhưng lại cùng nhau bước qua những năm tháng thăng trầm bằng tình yêu bình dị và giản đơn. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.